Thảo Nguyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc rất là hay. Và quý vị chúng ta sẽ thấy lấy làm lạ lắm, sư phụ của chúng ta ngoài có những bài giảng ý nghĩa thay đổi cuộc đời của mình, còn có những cái sáng tác mang đến những giai điệu, và đặc biệt hơn là nó hơi lạ với chúng ta một tí xíu. Tiếng đàn bầu ở ngã tư thành phố. Cái tiếng đàn bầu ra sao nhỉ? Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe qua phần thể hiện của nam ca sĩ Hùng Cương. Một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Vỗ tay lớn lên nào. Cảm ơn. Đàn bầu ai khởi nấy nghe, tôi nghe người khởi mà sẽ thắt lòng. Giữa đường phố chật người đông, tiếng đàn vuông một khoảng không lạ lùng. Đỏ xanh đèn hiệu xoay vòng, chen nhau xuôi đường, không thấy người. Giọt đàn rơi xuống vỡ tan, sao mà thâm thiết vội vội tìm nhau. Mây lòng với được nỗi đau, tôi nghe miễn phí đôi câu chẳng lòng. Đàn bầu ơi có biết không, một giây mà buốt muôn dòng âm thanh. Xin người đi chớ vội nhanh, tìm đâu tiếng hát thêm xanh cuộc đời. Xin tình yêu giữa trùng khơi, bao la thế giới cho người thương. Và sự là bữa nay sức khỏe của Hùng Cường cũng không được tốt lắm, hiện tại rất là khó chịu, nhưng mà khi nhận được lời mời của sư phụ về đây để diễn cho quý vị. Đàn bầu ai khởi nấy nghe, tôi nghe người khởi mà sẽ thắt lòng. Giữa đường phố lạ và quen, có người cúi mặt lời khen chẳng màng. Đứng lơ từng giọt dây đàn, buông rơi thân phận còn đang ngỡ ngàng. Rơi xuống vỡ tan, sao mà thấm thiết ngập tràn tim tôi. Tiếng lòng phiêu bạc nổi trôi, nghe như những lúc đơn côi cuộc đời. Đàn bầu ơi đất nước ơi, một giây mà nói bao lời yêu thương. Xin người đi giữa ngàn phương, tìm đâu tiếng hát
cuộc đời. Xin tình yêu sẽ nở hoa bao la thế giới, trăng hoa câu ca. Xin tình yêu sẽ nở hoa bao la thế giới, trăng hoa câu ca.